ngờ mọi người, tại vì hôm nay là Thủy chỉ coi xem show được có shot đầu thôi, shot sau là Thủy phải make up lại và đi diễn show cho anh Lê Long Dũng. Thì đây cũng là một phần thưởng, một món quà rất là ý nghĩa với Thủy, và rất là hy vọng chương trình Âu Âu Việt Nam International sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa, và để cho những người đẹp có cơ hội, nhân dịp để diễn những bộ váy đẹp lên. Rồi, rất là cảm ơn chương trình. Thủy có thể chia sẻ về cái thiết kế này của ai và ai làm stylist cho mình không? Và thiết kế này là của nhà thiết kế Đông Lê, và đây là stylist của mình Biên Nguyễn đằng sau đây. Và rất là cảm ơn Biên và Nguyễn Khánh Tinh, ekip của mình đã luôn chăm sóc cho mình từng chi tiết, từng nhỏ, và rất là cảm ơn chương trình, rất là cảm ơn mọi người. Và đây là thành quả mà mọi người đã đạt được. Đây là Thủy là chỉ là người đại diện thôi, đây là thành quả của tất cả mọi người. Cũng lâu rồi mới thấy Sa Hen xuất hiện trở lại trong các quán đó, lại mới thấy Sa Hen đã được liên lạc. Hồi nãy thì thấy Hờ Hen chất show cho anh Hoàng Hải thì mọi người cũng thấy rồi. Thật ra là cái này không phải thấy nói luôn, mọi người cũng thấy là nó quá hoàn hảo luôn. Một cô gái bước ra giống như là một công chúa, không phải một nữ hoàng chứ, bước ra trong khu rừng cùng với hai người mẫu đằng sau, thì chị cảm thấy rằng Hen đã quá hoàn hảo trong cái vị trí ấy, và Hen đã diễn một cái thần thái mà chị cảm thấy rằng rất là hâm mộ Hen luôn. Và chúc cho Hen càng ngày càng thành công hơn nữa, càng ngày càng dễ thương hơn nữa, và càng ngày càng gần gũi cái chị mẹ chị em hơn nữa. Có một sự thay đổi nhỏ từ thiết kế của anh Hoàng Hải. Anh Hoàng Hải trong cái việc sử dụng những cái chi tiết trong cái họa tiết đó thì có vẻ như tiết chế hơn và thay thế vào những cái chất liệu khác, và cũng như là tôi thấy rằng là cái có ba concept khác nhau, là concept trước là gì thì không biết gọi tên, nhưng mà concept giữa là đột dưới, thì rõ ràng là đột dưới là như một công chúa bước ra trong rừng, và mình cảm thấy rằng là khi mà được diện lên với bộ đồ cưới ấy với một thân hình mỏng manh như là người mẫu thì chắc hẳn là sẽ rất là tuyệt vời. Và dĩ nhiên là mình xem thôi chứ mình chưa mộng gì đâu mọi người, yên tâm. Thì có chấm được bộ nào cho đám cưới của mình không? Thực ra là khi mà có đối tượng rồi bộ nào cũng được. Chứ bây giờ mình chấm trước thì không tìm được đối tượng nữa. Thì không hứa đâu nha, đừng mất nhớ. Thời gian gần đây thấy Thủy rất là xuyên úp những cái bộ ảnh á, thì mình anh nói lớn cái không nghe. Thời gian gần đây thì thấy Thủy úp nhiều cái bộ ảnh với nhiều cái style khác nhau á, thì cái đó là cái hướng đi như thế nào của Thủy thì chia sẻ mọi người. Là những bộ ảnh đó là Thủy thực hiện nhân dịp hết giãn cách, và mình với ekip của mình thực hiện những bộ hình đó để hâm nóng lại tình anh em đồng nghiệp với nhau thôi. Còn về mà cái hình ảnh định hướng của Thủy á, thì Thủy không định hướng vào người mẫu catwalk nhiều quá, mà Thủy định hướng vào một người mẫu commercial khỏe khắn, năng động và kiểu nhiều năng lượng hơn. Đó là cái hình ảnh mà Thủy đang hướng tới. Và thực ra là người mẫu thì cũng dĩ nhiên cũng thích chụp hình, mà Thủy kêu ai cứ chụp thì Thủy cứ chụp thôi, đâu có sao đâu, thấy vui mà. Thì gần đây có khá nhiều đồng nghiệp mà ví dụ như Võ Hằng Biên hoặc là Minh Tu nhá hèo bị đám cưới của mình á, thì thấy cái nụ nào thực ra là các chị hay các bạn của mình cũng nửa chân bước vào đường lấy chồng rồi, thì hỏi mình có nôn nao không thì không nha, từ từ nha, chưa tới 30 tuổi nha. Bình thường là Thủy 35 tuổi thì mới có ý định lấy, hồi đó là ý định là 24 tuổi, nhưng mà tới 24 tuổi nó không nha, bây giờ tới 30 tuổi thì nó không, từ từ mọi người. Chuyện vợ chồng là chuyện rất là thiêng liêng, cho nên không có gấp, gấp là hỏng hết. Gia đình có hối thúc hay là hỏi không? Mẹ Thủy thì nói là ở mình cho nó khỏe chứ có chồng mẹ tấm con. Mẹ Thủy thật là một người mẹ tuyệt vời. Lên lấy best dress luôn chứ mà đi cái cuốn mấy chị rồi xong rồi thì không thích lắm, nhưng mà cũng may mắn là mình có được, thì cũng giống như là mấy chị cũng ủng hộ mình, cũng hiểu cho mình, thì thật ra là mình cũng không có kiểu thích tranh giành như vậy. Cái này không hẳn là tranh giành nhờ, nhưng mà kiểu không thích với mấy chị gì vậy. Thôi đi vô make up.